Xin chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu, trường gió đông đến đông nam dầu ẩm hoạt động mạnh, cho nên vào thời điểm sáng sớm tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây và có sương mù rải rác, phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông trong thời điểm này. Tuy nhiên đến trưa chiều thì trời giảm mây hứng nắng nhẹ, với mức nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng từ 22 cho đến 25 độ. Còn tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, do vẫn còn chịu ảnh hưởng yếu của hội tụ gió trên mực 5.000m nên còn có mưa rào nhẹ rải rác. Mưa với lượng không lớn nhưng còn xuất hiện bất chợt trong ngày, vì thế nền nhiệt độ tại khu vực này chưa có sự thay đổi nhiều. Nhiệt độ cao nhất ngày vẫn phổ biến ở mức từ 21 cho đến 24 độ. Về cuối ngày, nhiệt độ giảm nhưng mức độ giảm không sâu. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm trên toàn khu vực ở vào khoảng từ 17 cho đến 20 độ. Vùng núi có nơi còn xuống dưới 16 độ. Trời chỉ còn rét nhẹ về đêm và sáng. Dự báo tình trạng tăng nhiệt sẽ còn kéo dài đến cuối tuần. Ở miền Trung, đới gió đông bắc tầng thấp suy yếu, trong khi đó nhiễu động trong đới gió đông cũng hoạt động yếu dần. Vì vậy, ở các tỉnh Trung Bộ, thời tiết sẽ nhanh chóng giảm mưa. Mưa chỉ xuất hiện rải rác trong thời đoạn ngắn tại các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ, còn tại khu vực Nam Trung Bộ thời tiết phổ biến là những cơn mưa rào cục bộ về cuối ngày. Riêng các tỉnh Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện vào sáng sớm. Các hoạt động giao thông sẽ bị ảnh hưởng do tầm nhìn xa bị giảm thấp. Về tình hình nhiệt độ trong ngày sẽ có sự tăng dần từ Bắc vào Nam. Tại khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh, nhiệt độ cao nhất ngày ở vào khoảng từ 22 cho đến 25 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi, nhiệt độ vào khoảng từ 25 cho đến 28 độ. Và từ 28 cho đến 31 độ là nhiệt độ tại các tỉnh từ Bình Định cho đến Bình Thuận. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ, thời tiết ít biến đổi, trời phổ biến không mưa và có nắng nhiều trong ngày là tiết trời chủ đạo bao trùm trên toàn khu vực. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên phổ biến ở vào khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ ở mức từ 30 cho đến 33 độ. Một số tỉnh ở miền Đông Nam Bộ có thể chạm mức 34 độ, có phần oi nóng vào một vài tiếng giữa trưa và đầu giờ chiều. Về chiều tối có thể có mưa rào nhẹ một vài nơi nhưng chỉ mang tính chất địa phương là chính, đồng thời gian mưa ngắn nên không làm ảnh hưởng tới các hoạt động dân sinh của bà con nơi đây. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa phổ biến là có mưa ở một vài nơi, gió đông hoạt động ở cường độ cấp 4 cho đến cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, lưu ý để phòng dông sét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông. Như vậy là tại các tỉnh Bắc Bộ, không khí lạnh suy yếu nên nền nhiệt độ tăng dần, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Trung Bộ phổ biến mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vài nơi, ngày nắng, thời tiết khá ổn định, thuận lợi cho cuộc sống thường nhật. Đến đây bản tin thời tiết sáng ngày 4 tháng 1 của Đài truyền kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thank you.